chào đón quý vị đến với phiên bản loa đến từ nước Mỹ. Dòng loa RTR, một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Hôm nay em giới thiệu test nhanh, giới thiệu cho quý vị luôn dòng loa RTR. Con này một bát 25, trung dom, tép dom tất. Dòng dom này cho chất tép không bị chói, bát lời cũng không bị chói, không phải thế. Đây, em nó thiết kế với là một bát 25. Quý vị chỉ cần nhìn luôn cái núm loa này như thế nào, nhìn cái này cái đã biết là dòng loa nào rồi. Màng giấy gân cao su, ở phía trước được bọc một lớp da nỉ, lớp da da sần rất là có e căng đầy đủ. Đây, và trên e căng có logo RTR, RTR là ống ánh như kiểu lớp bạc ấy. RTR ở ngoài vỏ là vân gỗ nhé, vân gỗ màu màu nâu sáng chứ không phải là màu vàng. Chưa, này bên này cũng vậy. Đôi loa này có giá là 8,9 triệu. Với 8,9 triệu và dòng loa RTR của Mỹ thì là các bác biết rồi. Đây, con loa RTR model đằng sau nó lại pin mất rồi. Tất cả những dòng loa Mỹ cổ này, đây là nó có cái táp lô này, dẫn qua lâu ngày 5 tháng nó bị mờ mất. Để em quay sang lưng bên này cho nào. Đây, con này là RTR model 75D. Quý vị nhìn chưa, RTR model 75D có hai tinh chỉnh cho mid và trung, hai tinh chỉnh cho mid và trung ở đây chưa. Sau đây mời các bác đến với bản test của đôi loa này luôn. Đôi loa với những dòng loa Mỹ mà giá 8,9 triệu thì các bác cứ tham khảo, các bác tham khảo thoải mái cho em. Báo cáo các bác là cái kênh bán hàng của em ấy, em bán hàng từ rất là lâu rồi, từ ngày em bán laptop bao nhiêu năm nay rồi. Và em là một trong những kênh bán hàng báo giá công khai từ rất nhiều năm nay các bác nhé. Nên là trong cái kênh của em một số đối tượng, nói cho nhanh, bắt đầu vào phá đám. Phá các bác phá thoải mái cho phá, bởi vì các bác có làm thì mới có ăn, được chưa? Còn đừng có phá đám, còn đắt hay rẻ hay là như thế nào hay là đối như nào thì đều báo giá công khai, thuận các bác mua. Hàng thì quay ráp tận mắt, có nghĩa là các bác có thể tìm được từng vết xước, được chưa? Mở hàng khui hàng cho các bác thoải mái rồi. Như thế không có gì, có nhiều bác bình luận là rất là linh tinh về xe thằng này nó thế nọ kia, bảo thoải mái đấy các bác ạ, các bác chém thoải mái. Nhưng mà em cũng phải nói vài câu thế để cho tránh những trường hợp là khách hàng vào xem là có thỉnh thoảng có những bình luận ghen ăn tức ở bình luận đấy các bạn, ghen ăn tức ở, có cái bài nào nó cũng nhảy vào, nó phải làm vài câu nó chạy, nên là rất là chối. Còn em bán hàng, em là người phải nói luôn là em là người bán hàng trên trang này, em bán hàng công khai giá đầu tiên như kiểu bán này nhé. Về âm thanh cũng vậy thôi, về âm thanh sau này các bác thấy em bắt đầu, các bác khách hàng bắt đầu thi nhau gọi, bắt đầu một số nơi bắt đầu báo giá, và có những nơi không báo giá, báo giá thẳng mà báo giá chung chung nhé. Em chỉ nói thế thôi, em nói chung. Nên lừa hay không lừa hay là hàng như nào thì em quay thực tế đây, và em quay đôi nào giao hàng đôi đấy nhé, không giao là quay đôi này giao đôi khác, nói luôn thế cho nhanh. Còn bác nào thuận, cảm thấy thuận giá được thì mua, không thuận mời các bác sang kênh khác. Bởi vì bán hàng ai cũng cần khách thật, nhưng mà một khi khách người ta đã không tin tưởng, không có, mời sang kênh khác. Báo cáo các bác, không phải là đây là sở thích của em nhé, đam mê và sở thích là em được gặp rất nhiều đôi loa, em thích rất nhiều, mặc dù là em không biết gì nhiều về loa đâu, nhưng em biết khám phá, em muốn là em được qua tay rất là nhiều đôi loa, em khám phá để em được biết. Còn đâu là em nhờ các bác chỉ giáo là đôi này em phải đọc cái này, em phải hỏi cái này này, em phải làm như này, hoặc em ghép với âm ly này này đấy, em nhờ các bác. Chứ còn em không cao siêu gì về biết loa, còn rất là nhiều sư phụ nhé, các cựu họ chơi âm thanh cách đây khoảng 20-30 năm rồi nhé, họ chơi. Còn nếu mà có những bác chơi tính không biết bao nhiêu cân vàng để mua dòng loa, nên là những cái đó em không dám qua mắt, nhưng mà em chỉ nói câu như vậy. Còn cái nào em không biết thì kính mong các bác, các chú, các anh chỉ báo, hoặc là em gọi thế này này, nên thế này. Còn cái vài cái câu mà cái quen cửa miệng của em là được chưa hay nào, nó thành một cái thói tật rồi. Em đang cố tình là không nói lúc đầu, nhưng lúc sau nó lại tuôn ra mất, nên là mong các bác thông cảm. Mời các bác đến với bản test luôn cho nhanh. Giá của đôi loa này có giá là 8,9 triệu. Mời các bác, các bác nghe em nó rót mật vào tai này. Em sẽ mở những dòng nhạc cổ cho bác xem luôn. Cứ cổ nhẹ nhàng thôi.
em nó quay ở ngoài trời chứ. Anh về với em rồi mãi lại đi. Đường xa mang theo bao nhiêu tình ý, viết tên người yêu lên ba lô nặng trĩu. Đêm quân hành dần trên đôi hoa tím, nhớ xưa đôi mình hẹn nhau mà sao sáng đâu bằng đôi mắt em. Chúng mình cách xa mà vẫn hẹn nhau. Tình yêu không mau phai như màu áo, dẫu cho thời gian đem tâm tư vào nhớ. Lá rơi gọi mùa thu về sân úa, vẫn không bao giờ, không bao giờ ngăn cách đâu em. Không bao giờ, không bao giờ ân tình lại vỡ đôi. Nhà từng nốt nhạc luôn. Người đi sao thương sao em nghe. Em cho to đi nữa nhá. Một người em xinh sao quá xinh màu má. Không bao giờ, không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi. Một đời hoa không khi nào hai lần nở, trái mộng còn chín nguyên khi đón anh trở về với em. Với em rồi anh lại đi, thì đôi tim non không xa vạn lý. Áo anh nhuộm phóng sương cho quê hương đẹp ý, lối chẳng đầy tình em còn soi sáng. Sẽ không bao giờ, không bao giờ ngăn cách đâu em. Quý vị thấy sao? Các bác hãy đeo tai nghe vào giúp em, đeo tai nghe, tai phone vào, quý vị mới cảm nhận được cái chất bass, chất âm ấm thật sâu của đôi loa này, nó là cực kỳ. Một người đi sao thương sao nhiều quá, sáng một người em xinh sao quá xinh màu má. Không bao giờ, không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi. Một đời hoa không khi nào hai lần nở, trái mộng còn chín nguyên khi đón anh trở về. Với em rồi anh lại đi, thì đôi tim non không xa vạn lý. Quê hương đẹp ý, lối chẳng đầy tình em còn soi sáng. Sẽ không bao giờ, không bao giờ ngăn cách đâu em. Sẽ không bao giờ,
không bao giờ ngăn cách trong tim, sẽ không bao giờ, không bao giờ ngăn cách đâu em, sẽ không bao giờ, không bao giờ ngăn cách. Rồi em test cho quý vị nghe một chất âm rất là mộc mạc, và cái chất bát của đôi loa này không thể chê được vào đâu. Em nói luôn là không thể chê được vào đâu rồi. Quý vị nào có nhu cầu thì alo đến số điện thoại là 0911 169 961. Vào đây nhé, những cái vết này đây là băng dính nhé các bác nhé. Con này nó về bác cạo băng dính cho em đây. Đấy, băng dính đi. Sau đây em vẫn cứ phải đo kích thước cho quý vị, kích thước của đôi loa này, sau đó là cuối cùng là kết thúc. Giá của đôi loa này có giá là 8.900.000. Đôi loa này có kích thước chiều cao, chiều cao là 65, chiều sâu là 30 cả hai căng, và chiều ngang là 26,5, 36,5, quên, chiều ngang là 36,5. Đó là toàn bộ clip em vừa test giới thiệu đến quý vị đôi loa RTR của Mỹ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.